vào đi, ăn mày quá khứ rồi, khóc hồi trước nó lương lẻo khóc không có ra mặt, mà bây giờ hai đứa nó cũng bắt chước luôn, học cái gì hay không học, học theo cái con lương lẻo nó học nhanh lắm đâu bây giờ. Hello, vợ chẳng gì xin mến chào quý ông bà, cô chú bác và anh chị em thân mến trên cộng đồng mạng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay vợ chồng em lại lên chia sẻ nhiều câu chuyện vui nữa cho quý vị cùng nghe nha. Ôi sao mà ngày nào cũng có chuyện vui hết trơn để kể luôn nhỉ anh. Ha, bây giờ mình kể cho chuyện vui cho cả nhà mình nghe. Ôi hôm qua có một cặp câu nam nữ nó lên cộng đồng mạng. Ôi nó khóc bù lu bù loa, ăn mày quá khứ quý vị ơi. Bây giờ nó khóc, nó không có quay mặt lên ha, nó quay vô cái góc xó góc tường đó, rồi nó ngồi nó trong, hai đứa nó khóc hù hụ vậy đó quý vị, khóc bù lu bù loa vậy đó, ăn mày quá khứ, kể chuyện quá khứ ha. Ôi tại sao khóc anh biết không? Tại vì ha, tại vì bây giờ á, cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân á, người ta không có cho tiền vô nó nữa, không có uy tín nữa, cho nên bây giờ không có lên mà chiêu trò ha, để mà lường gạt được cái tiền của Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm, cho nên hai đứa nó phải khóc đó quý vị. Trời ơi, kể chuyện quá khứ. À, thời nó hồi còn thời đó còn đi học nó kiểu như nó kể người ta nó không có tiền ăn. Ôi tại sao không có tiền ăn? Trời mình là sinh viên rồi, sinh viên ở đây người ta giỏi lắm nha, chỉ có cái sinh viên mà dạng như mà lười biếng á, ăn á, không lo học mà lo ăn lo chơi đó ha, không có lo làm. Ở đây á ha, sinh viên á, người ta vừa học vừa làm, người ta sống thoải mái lắm ha. Còn cái loại mà sinh viên như nó đó ha, như cái cặp cẩu nam nư này á quý vị, nó lo ha, ăn chơi ha, đi quậy phá, cho nên á ha, không có lo làm, cho nên nó mới không có ăn đó, nó không có ăn, nó lo đi làm du côn mà quý vị. Đó, đi quậy phá, chính nó còn nói á, là ha, gia đình nó trước á, nó sang xuê, gia đình nó phải đưa nó qua cái tiểu bang khác tại vì nó quậy quá đó, chính nó còn khai ra luôn mà. Trời ơi, bây giờ lên cộng đồng mạng khóc lóc kể lể, ăn mày quá khứ, ăn mày dữ vậy. Rồi đã như vậy á, nó nói á, tụi nó nói á, lè lè 61 á, mắm thúi Kiên Giang đó, hai bánh bèo đó, nó nói á, nó thương á, mấy anh em vô cư lắm. Trời ơi thương quá, mà sao á, không á, giúp vô cư cái nào đi. Rồi mấy tháng trời, năm mấy trời nay, không thấy xuống suối, ha, sân xe, mấy anh em vô cư á, người Việt nhiều lắm, mà không xuống, ha, giúp người ta cái gì hết trơn á. Toàn là hứa, toàn là nói không, mà không có bằng chứng gì á, giúp cho ai hết trơn á, thậm chí á, ha, anh hứa giúp rồi anh Mía chú Xuân rồi cũng không giúp nữa quý vị. Rồi mấy anh em vô cư dưới suối cũng không xuống phát quà nữa, mà cứ nói thương thương mà cái miệng không à, nói thương đặng chi để mà kêu gọi phải không, kêu gọi á, cho cái quỹ từ thiện nó, kêu mà, gọi cho quỹ pháp lý của nó. Mà xưa nghe nói nó không kêu gọi mà em, hồi trước á, đúng rồi anh, hồi trước á thì nó nói á, nó không có kêu gọi đó anh. Nó nói nó lên á ha, le le lên đây á, không á hả, làm YouTube mà le le cũng không làm kiếm tiền YouTube, le le cũng không có kêu gọi. Mà cuối cùng á, rồi le le cũng mở hết kênh này tới kênh kia để chi, le le kêu gọi tiền đó. Mục đích của cái le le là để kêu gọi tiền từ thiện. Rồi le le thương vô cư quá, mà le le không qua lên còn xô tiền nữa anh. Trời xô tiền gì? À trời xô tiền, nếu mà mình có tiền quá như vậy tại sao mình không đi kêu giúp gọi. Đi cần gì kêu gọi. Đúng rồi, lấy cái tiền đó ra để giúp đúng không, cần gì kêu gọi. Hả, cần gì kêu gọi, người ta ha, kêu gọi á là chung tay chỉ khi nào mình cái khả năng, ngoài cái khả năng của mình mới đi kêu gọi, tại vì mình thương quá mà. Le le nó thương vô cư hết lòng luôn mà. Ủa sao không lấy cái tiền của mình đi ra giúp, mà lấy cái tiền của mình ra đi khoe mẽ cho người ta coi, rồi đó ra lên ăn mày quá khứ để đi xin kêu gọi. Ơi kêu gọi vô ha, phải bắt chước con Hằng chứ, thấy Hằng á, nó mua được cái nhà trên núi đó anh. Thấy mua được cái nhà trên núi rồi bây giờ phải ra kêu gọi, tính đâu nghĩ là Mạnh Thường Quân bây giờ chắc bây giờ cũng còn si khờ như trước vậy á, rồi góp tiền vô cho nó để nó muốn mua căn nhà trên núi. Trời ơi, nó là chỉ mua được cái nhà giấy thôi anh biết không, chừng nào em bảo đảm anh, chừng nào hai đứa này nó đi em sẽ tặng cho nó một căn nhà biệt thự bằng giấy luôn. Em nói thiệt, tặng cho nó chiếc xe mới đời mới luôn đó. Hai đứa bay đi, ta sẽ tặng cho bay một cái biệt thự luôn ha, tặng cho hai đứa bay hai chiếc xe luôn đó. Coi như là sale cho một chiếc nữa đó, đúng là cho le le một chiếc thôi mà bây giờ sale còn bồ nó luôn đó, cho nó thêm chiếc nữa, hai chiếc hai đứa bay đó. Hai bay chạy đua với nhau ở dưới đi, rồi tụi bay muốn 308 thôi, tụi bay 308 bằng giấy luôn đó. Tụi đốt xuống cho tụi bay xài đó. Trời ơi dốc láo nhiều thứ lắm nha quý vị. Trời dốc láo của nó tới 7 cái lần này, bây giờ em đọc lên cái dốc láo của nó cho quý vị nghe nha, rất là vui nè quý vị. Lúc đầu á thì nói á, le le đi Việt Nam rồi ha, le le Việt Nam lên, nói sao về Việt Nam làm từ thiện nó mới ghê anh. Nói người ta làm từ thiện đó chị biết không, để cho người ta cho tiền vô thì... đó đúng chính rồi. Xác anh xã em number one ha,
đó, nói Việt Nam là từ thiện, nó cho tao cho tiền vô mà thực sự nó không có về, núp ở bên đây biết đâu chừng người ta có cho tiền vô rồi nó lủm cái tiền đó anh. Đúng thấy rồi. Không thấy gạt chưa, thấy gạt chưa, không có về Việt Nam mà nói là Việt Nam rồi làm từ thiện để cho tao cho tiền vô. Rồi rốt cuộc Bỉ Nhi phát hiện ra ha, không có Việt Nam đó, thấy chưa, thấy gì hay chưa quý vị ha, là sợ thứ nhất không. Rồi cái thứ hai á, nói á, là đóng kênh của nó đóng kênh rồi, nó xóa kênh rồi, hủy kênh rồi. Rồi cuối cùng đâu có hủy đâu cái kênh á ha, Lê Lê Mắm Thúi Kiên Giang á, Bánh Bèo á, 61 á ha, cũng mở lên lại, đâu có đóng kênh đâu quý vị. Mà vậy cũng lên nói cộng đồng, gạt cộng đồng, dối với cộng đồng coi thường khán giả của nó. Nó nói nó đóng kênh rồi về lại mở kênh là xạo thứ hai nha quý vị. Rồi xạo thứ ba tiếp theo nha, nó cho anh Mía tiền mỗi tháng á, là 300 để thuê phòng. Rồi rốt cuộc á cũng không cho luôn quý vị. Đúng rồi. Không cho luôn. Bà mà nó xạo. còn nói á là nó đưa ra cho Mía, nó sợ á là hả như mấy người anh Mía đều, mấy người này như hai mẹ con Linda đều gạt tiền của nó. Ủa gạt cái gì? Nó gặp anh Mía trực tiếp thì nó cho tiền cho anh Mía trực tiếp. Còn nếu nó sợ anh Mía lấy cái tiền nó xài phung phí hay cái gì á, không có thuê phòng á, thì nó có thể thuê cái phòng xong rồi nó dẫn anh Mía lại đó cũng vẫn được, đúng không quý vị? Đằng này không làm đó, mà chỉ nói bằng cái miệng để cho Mạnh Thường Quân á tưởng là nó làm từ thiện, góp tiền vô cho nó. Một cái chiêu trò nha quý vị. Xạo thứ ba. Rồi tiếp theo cái thứ tư nữa nha quý vị. Nói giúp chú Xuân tới hơi thở cuối cùng luôn. Trời ơi, mà đâu có giúp tới hơi thở cuối cùng đâu quý vị. Chú Xuân làm bệnh viện lo hết trơn ha, bệnh viện thuốc men nha, chính phủ lo hết trơn á cho chú Xuân á ha, nó không tốn đồng nào hết trơn á đó. Rồi á ha, chú Xuân mất á nó cho có 200 thôi ha, cho có 200 thôi á ha, mà còn phải á đòi lại cho bằng được, nó không thiếu một sen nữa quý vị. Trời ơi, cho có 200 tiền cuốn điếu thôi à ha, lên khoe xong á rồi á đòi lại, nó đòi lại như vậy anh biết sao không? Ở trước mặt á ha, nó mà lúc mà trả cái số tiền đó lại cho nó nha ha, cái anh đó trả tiền lại cho nó rồi, trả vô rồi, nó nhận được cái số tiền đó rồi, hai đứa nó bộ nó là nhận được số tiền 700 rồi, hai đứa nó chỉ có hùng vô một phần thôi mà nó dám á ha, nó lên nó khoe là ha, nó giúp được tới hơi thở cuối cùng. Trời, thật sự ra là mấy bạn của chú Xuân giúp nữa phải ba người, có giờ ba phần, mà tụi nó hai đứa nó là vô có một phần thôi 700, mà nó lên nó đòi tiền lại xong á ha, vô tiền trả tiền xong cho con Lê Lê, mà Lê Lê nó không nói cho thằng bồ nó nghe, để cho thằng bồ nó ha với nó phải lên làm clip ha, nói đòi tiền lại nữa anh. Wow. Ghê không? Dơ quá. Dơ không? Rồi để chi biết không? Để cho những cái người mà cái những cái u mê của nó, mấy cái u mê mà bưng bô cho nó đó ha. Bỏ vô tiền. Ủng hộ cho nó, nghe nó đó anh. Không phải. Ở ngoài mặt á thì nó lấy tiền lại xong rồi thì đương nhiên mấy cái người trong đó hỏi nó làm sao, rồi nó gieo tiếng xấu cho cái người mà nhận tiền cũng như bạn của chú Xuân á. Nói tại anh này chắc vậy cho nên nó mới lấy tiền lại đó, xấu chơi chiêu như vậy đó anh. Wow. Là xạo thứ tư nha. Rồi tiếp theo là cái thứ năm nè. Lúc đầu á thì nó nói á không kêu gọi tiền đâu, Lê Lê không có kêu gọi tiền đâu, mà ôi quý vị thấy làm sao quý vị, có nói đúng sự thật không, có nói á ha, có làm như cái lời nói của mình không quý vị, cũng lên kêu gọi xạo. Kêu gọi quỹ pháp lý. Trời ơi, kêu gọi quỹ pháp lý quý vị ơi. Ủa cái gì mới nói, ủa quỹ pháp lý gì nữa? Lê Lê nó nghe nó có luật sư rồi, giờ nó báo FBI, IRS hết trơn rồi, còn quỹ pháp lý gì nữa? Ha, xin tiền gì nữa, kêu gọi gì nữa? Mà lúc đầu nó xin tiền, không kêu gọi tiền, nó nói nó giàu có lắm ha. Nó cái gì cũng có trơn á, ngoài tiền ra rất là giàu có, mà bây giờ lên kêu gọi xin tiền gì nữa quý vị? Rồi bị bể luôn ha. Là cái xạo thứ năm đó. Rồi tiếp theo là cái xạo thứ sáu này quý vị. Nó nói á, nó có luật sư rồi, Trang Lê thay luật sư hết trơn rồi ha, thay luật sư á để đưa con Hằng á ha, sẽ đưa con Hằng ủ tờ rồi á. Ý Nhi hỏi, ủa thay luật sư rồi, bây giờ đưa cái receipt lên cho cộng đồng mạng coi đi, nếu thật sự thay luật sư rồi. Nó nói tốn công tốn sức lắm, mà tốn tiền tốn thời gian nữa, nếu mà tốn nhiều quá thôi bây giờ đưa cái receipt lên cho cộng đồng mạng coi đi. Cũng nếu mà có á, nếu mà có thật sự á, Ý Nhi mới tin, biết đâu chừng á Ý Nhi cũng giúp vô cho, phải không? Ý Nhi hùng vô cho để thuê luật sư đó trả tiền cho, mà đằng này không đưa lên được luôn quý vị. Là cái xạo thứ sáu nha. Rồi tiếp theo cái xạo thứ bảy này quý vị. Wow, bảy luôn. Trời, nói tới xạo mắc cười quá, sao nhiều quá. Trời, nó nói á là nó báo vô FBI, IRS cái vụ con Hằng rồi, tới nay là một năm mấy luôn rồi đó quý vị. Mà bây giờ cộng đồng mạng nè ha, anh chị em nè, đồng nghiệp YouTuber đó ha, Yến Nhi nè, những khán giả nữa muốn biết cái case number là hả, cái case number số mấy để người ta vô mạng người ta search vô người ta coi. Không đưa ra được nữa quý vị, cũng không có luôn thì làm sao đưa ra được. Xạo nữa.
đó, không có báo mà làm sao mà đưa được, bởi vì cho nên nó mới ăn cắp cái clip của người ta, biết không? Tí nữa thật sự nếu mà nó có mà the nó có báo FBI IRS á anh, là nó đã đưa lên cái khi member cho tao biết rồi. Nó còn đưa cái tờ giấy, những cái giấy mà nó được cái khi member, nó còn show lên cho người ta coi nữa chứ đừng nói. Nó còn lên bảo đảm cái tánh này nó sẽ khoe lên, phải không, cho người ta coi để người ta ủng hộ mình chứ. Trời, nếu mà làm thiệt Yến Nhi cũng ủng hộ nó nữa chứ. Yến Nhi đâu có ra đây mà để mà lật nó đâu, đúng không? Trời ơi, lần này nó không có làm ha. Không có làm mà chỉ có miệng nói không, không có làm mà chỉ có miệng nói không. Mà nó nói không mình cũng nói gì nữa anh, thí dụ nó nói đúng nó sự thật thì mình không nói gì, đúng không? Mà đằng này nó nói nó dốc cái láo mà còn muốn kêu gọi tiền nữa thôi. Cho nên là những anh chị em Yến Nhi mới lên tiếng, đúng không? Nói sự thật mà không kêu gọi tiền, không có lương lẹo, không có nghĩ mà ý đồ để mà hả thò cái bàn tay lông lá ra đó nhận tiền người ta, xin kêu gọi người ta bằng cái miệng á, không dốc dốc láo láo á. Thì Yến Nhi với những anh chị em của Yến Nhi cũng như anh Mười, chị Khai Linh Đỗ đâu có lên tiếng vậy đâu quý vị, đúng không? Mình phải để cái hơi của mình lại để mình chia sẻ cái chuyện khác của con Lương nữa chứ, đúng chứ rồi. Đâu có ai bỏ thời gian để lật con này, phải lật con này liền, chặn liền, phải không? Để có bàn tay lông lá con hàng thứ hai á, nó chìa ra nó, quý vị đó là xạo thứ bảy đó, anh thấy chưa, quá trời cái dốc cái xạo chưa. Mà nó nói nói giống như nói mình giống như tấn công nói em. Sao mình tấn công nó được? Nó nói như là nó như chỉ người này người kia, tấn công nó cho nó gì dồn nó gì vô đường cùng. Trời ơi, vậy mà trước nó lên nó làm sao, nó đi kiếm chuyện với mấy anh chị em em trước. Nó đi kiếm chuyện hai vợ chồng em trước, kiếm chuyện hai anh trai nội cái xịt, rồi nó kiếm chuyện hả hai mẹ con Linda, kiếm chuyện với chị Mai Hồng, rồi á kiếm chuyện với anh Mười, rồi tới chị Khai Linh Đỗ. Những anh chị em các anh chị thấy không, đâu có ai nói gì tới nó đâu. Tự nhiên nó lên nó làm, nó chửi xói xả hết, nó kêu từ tên ra. Nó còn nói á, ha, qua 15 tháng 8 này á, là tao sẽ đưa hình ảnh tụi bay lên, đưa tên tụi bay lên từng đứa, từng người đó quý vị. Đó, thấy không? Rồi á, tưởng nó đưa lên sao? Nó đưa lên sao? Có đưa gì đâu? Đâu hình ảnh đâu? Hình ảnh người nào đâu? Đưa lên thử coi. Đó. Trời ơi, lấy dốc láo nhiều thứ lắm. Rồi nó lấy cái hình ảnh của một người phụ nữ khác, nó nói là cái chị đó là cái chị Mai Hồng nữa. Mà chị Mai Hồng nó hình đó không phải là của chị Mai Hồng. Đó, chị Mai Hồng á, chỉ lên chỉ đính chính cho nó không phải của chị. Bây giờ nếu mà lên nó là hình đó chị Mai Hồng thì bây giờ á live stream lên ha, nó chỉ có lịch sử của chị á, chỉ có lịch sử của chị luôn. Lên nó im lặng luôn, nó không có dám luôn, không dám nói tiếng nào hết trơn á, không dám đính chính luôn đó. Cái đó làm sai rồi, sao không biết xin lỗi á chị Mai Hồng đi. Và lên á hai đứa ha, bỏ đi á, và le mắm thúi Kiên Giang á, xin lỗi vợ chồng Yến Nhi, xin lỗi chị Khanh Đỗ, anh Mười, ha, anh trên nồi chết sệt, rồi á hai mẹ con Linda, rồi xin lỗi chị Mai Hồng đó, rồi xin lỗi Miss Pinit đó, rồi xin lỗi luôn những khán giả mà hả le đó từng chửi đó ha, những kiếm chuyện người ta đó, những khán giả người ta vô ủng hộ, người ta lên cộng đồng mạng người ta coi chia sẻ những cái coi tin tức thì người ta vô ủng hộ những anh chị em. Trời, nó cũng lấy hình ảnh của nha chị á hả Linh Dương lên, nó đăng lên, nó kiếm chuyện với người ta nữa, mà người ta chỉ là khán giả thôi, người ta vô chỉ là thả tim like thôi nha, chỉ thả tim like thôi á ha, mà không biết có đâu có lụng chạm gì nó đâu, mà nó cũng lên nó kiếm chuyện lấy hình ảnh người ta lên. Bởi vì á, cái con này á, nó rất là hồ đồ, rất là hả mắc dạy hổng láo anh. Anh biết không, tối ngày nó mở miệng ra nó cứ nói là nó level, anh nghĩ nó level gì. Thôi bây giờ để nói cái level cho nó nghe đi ha quý vị, okay. Để cho nó biết cái level của nó nằm ở chỗ nào nha quý vị. Trời ơi, Lele nó nghe nè, level của Lele biết chỗ nào không ha, má của Lele á ha, má của Lele á là ha là đứng đường đó, đứng đường, cho nên á có Lele. Trời ơi, không biết làm sao á, level của Lele dữ lắm, nhiều lắm, cao lắm đó quý vị. Đến nỗi mà bây giờ Lele không biết ba của mình là ai luôn đó quý vị. Level cao dễ sợ chưa, quá cao luôn ha. Trời ơi, Lele á bây giờ á nó nói em á là nó ngọng. Trời ơi, nó ngọng mà nó kêu á, nó nói á ha tên của người ta mà con nói không được nữa. Người ta tên á là cô Tà, còn nó nói á là cô rà ấy quý vị. Trời ơi, nó đang nói nó đó, nó ngọng đó, phải không? Nói chuyện không hay bằng em, mà nó đi sân si với em hoài. Nó đi kiếm chuyện với em, với là những anh chị em nào mà nói chuyện hay mà chia sẻ hay á, tự nhiên cái lòng của nó sân si nó ngộ vậy đó. Bởi vậy á ha, nó là bánh bèo Lele 61 đó quý vị. Trời ơi, giờ đó ví dụ mà nó nói mình mà mua chuộc nó em. Đúng rồi, anh em mới nhớ. Nó nói em á lúc đầu á thì nó nói em á là bị con Hằng á lưng lẹo á, nó mua chuộc em rồi. Đó, nó nói á anh trên nồi cái sệt cũng bị mua chuộc rồi em chú ơi, rồi hai mẹ con Linda đó, là bị mua chuộc rồi, bị Hằng mua chuộc rồi đó, kêu nó đưa bằng chứng lên, đưa bằng chứng lên không được đó quý vị. Rồi xong đưa bằng chứng lên không được rồi, bây giờ thua kèo rồi, quê quá, bây giờ lật kèo khác nữa quý vị. Trong những con nhái này ghê thiệt, 180 độ luôn quý vị ơi, xoay qua kèo khác liền. Nó nói bây giờ á ha, nó nói là
mà chị Mai Hồng, nó là chị Mai Hồng, rồi với em, rồi với Dakota, anh Mười, rồi chị Khai Linh Đỗ, ha, làm việc anh cho anh Tư Xe Ôm nữa, đúng rồi đó. Đó rồi á, làm việc cho là bà Hương Tô Hú à. Wow. Đó bây giờ gì, bây giờ á sao tự nhiên cái mà mình bị Hằng mua chuộc rồi mình làm việc cho bà Hương Tô Hú, bị bà Hương Tô Hú rồi mua chuộc gì tụi lum hết trơn á. Ủa bây giờ mình đang làm việc cho ai vậy ta, bây giờ tụi nó đang làm việc cho ai vậy ta? Chắc bây giờ nghĩ cái lúc đầu á ha, cái lúc đầu á là con Le Le đó, cái con Le Le là nó làm việc cho con Hằng, còn Body á thì nó làm việc cho bà Hương đó, bởi vì hai đứa nó hôm qua nó nhận được cái sắp tiền ha, đó nhận được cọc tiền đó, bị chuyện lên á vu khống, giờ nó còn nói em á là hả chị Khai Linh đổ cho em 50 nữa để mà hả lên hả là chửi nó nữa quý vị. Trời đất ơi, con những á cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Em với chị Khai Linh đổ á ha, là chưa có lần nào mà nói chuyện phone qua luôn, chưa có lần nào mà gỡ mail qua luôn á quý vị, mà cũng lên bi chuyện mà vu khống mà nói chị Khai Linh đổ là hả cho em 50 để mà lên chửi nó mỗi clip. Trời ơi, những con này cái gì cũng nói được á. Ví dụ em chửi một cái nha, nó nghĩ năm anh biết không, em chửi ai á, có thể á là em á ở đó giờ biết không, em không có chửi ai hết trơn á, mà đối với con này á ha, mà em lên em dạy nó đó anh, không đồng em cũng dạy nữa, đúng không, phải dạy như vậy. Phải dạy nó, phải dạy dỗ cho nó cách biết cái làm người, phải không, phải có cái đạo đức sống làm người, phải không. Nói thiệt á, con này mà chửi nó mà nó mà không đồng á em cũng chửi nữa quý vị ha, tại vì nó rất là hỗn, nó kiếm chuyện với những anh chị em cô chú bác cộng đồng mạng và chửi những cái khán giả ha, mình phải lên dạy nó để cho nó biết cách sống, biết cách làm người đó quý vị ha, không đồng em cũng làm nữa đó. Đó chứ không phải mà hả, thấy không, dĩ nhiên ngồi nói chuyện á ha, cả năm trời nay, mấy năm trời nay làm YouTube rồi, đâu có cần nhận của ai đồng nào đâu, đâu có ai cần thuê mướn Yến Nhi đâu, cái nào có sự thật Yến Nhi lên nói ha. Những cái nào mà kiểu như hỗn láo, những cái thứ mà le le bô đì này nè đó, là em lên dạy nó mà không đồng đó quý vị, nó cũng phải dạy nữa, dạy cho biết cách sống với người ta, phải biết phép lịch sự, tại vì mẹ nó đứng đường phải không ha, tạo cái thứ của nó đó, nó trời ơi, cái level của nó không biết ba nó là ai mà anh vậy mà nó còn lên nói chuyện level. Rồi nhìn lại level đấy nè, bây giờ nhìn vợ chồng Yến Nhi nè, không vợ chồng Yến Nhi gia đình Yến Nhi ha, sung túc vui vẻ, đầy đủ hạnh phúc đúng không. Level của chị Khai Linh Đỗ, gia đình người ta thấy không, bây giờ ta đi du lịch chơi luôn đó, đi đây đi đó, đi thăm bà con tham quan chỗ này chỗ kia đúng không. Anh Mười cũng vậy, rồi anh Mười cũng vậy, cũng mới vừa đi du lịch xong ở Mỹ đúng không. Gia đình vợ con, vợ đẹp, con ngoan không, gia đình sung túc vui vẻ không, chuẩn bị Noel này, ta còn chuẩn bị làm một cái Giáng sinh nữa, ta đón Giáng sinh sắp tới nữa, trời vui quá trời là vui luôn, nhà ai cũng rộn ràng vui vẻ không. Còn những khán giả của Yến Nhi không, người ta rất là thông minh sáng suốt và ủng hộ cho những anh chị em của Yến Nhi đó không, đó trời, chứ đâu có ai mà đi với nguyên một băng mà nói bưng bô cho Le Le, trời mở miệng ra thiện không nha. Cái đám phân của nó toàn là đám phân của bên á chùm cú sân si không á, vậy mà á vô ủng hộ trong cái đám mà Le Le body ha, rồi ngồi ở trong đó viết mấy cái bình luận, trời ơi toàn là xài giấy 500 không quý vị ha, xài 500 không à, rồi á đi á trong đó ha, có thầy giáo rồi có cô giáo nữa, trời mà xài 500 không à ha, hết kiếm chuyện chửi người này chửi người kia đó, coi như là đi theo Le Le phải á, nó nói á, nó coi như là bè của nó mà nó mà nói cái gì là mấy người ngồi dưới là phải bè theo nó mà được, cũng như ca phải có người bè đó anh, đó mấy người ngồi dưới là phải bè theo nó nha, không bè theo nó không chịu đó, giống như ca hát chứ không, như là nó làm ca hát, nó làm karaoke của nó đó quý vị ha, nó ca xong rồi mấy đứa dưới phải bè với nó đó, kém sao nó đứt đoạn phải không đó. Mà cái câu chuyện á là mình nói con Hằng lừa đảo mà sao bây giờ mới nói tùm lum á em, đúng rồi, cái câu chuyện á, cái xưa đồ mới nghèo rồi không có đồ ăn rồi bây giờ nó phải lên ra xin tiền, đúng không? Đang nói chuyện con Hằng mà nó ra kể chuyện nó hồi xưa nó nghèo nó khổ để mà hả nó kêu gọi tiền từ thiện chứ phải nói con Hằng đâu anh ha, đúng ra chống con Hằng á là phải đi chia sẻ chuyện con Hằng, mà quý vị thấy nó có chống con Hằng không, đâu có chống con Hằng đâu, nó ra đây nó chống tụi mình không à, đúng rồi nó chống tụi mình không à, chống những người mà phản biện con Hằng không à ha, chống Yến Nhi rồi đi chống chị Khai Linh Đỗ rồi anh đi hả anh Mười rồi hả anh Trần Nội Chết Sệt anh Tư Xe Ôm nó chống những người mà phản biện mà hay á nha, là nó chống lại những người đó. Còn bây giờ mà những người nào mà hả mà đi theo nó mà không vô ủng hộ cho nó đó, chuẩn bị dính lên nó kiếm chuyện nữa đó, nó nói à cái này là hai hàng nha, hai mặt nha, chuẩn bị á, tiếp theo là cái đó đó em biết đúng rồi. Quên nữa anh, hôm nay có một chuyện vui nữa nha quý vị,
bữa nay tụi nó giả cái tên của em nữa vậy. Ồ trời ơi, nói ghê vậy. Ừ. Trời ơi, tên của em nổi dữ vậy. Nổi dữ sợ luôn, bởi vì nó phải lấy tên em nữa đó anh. Nó lấy cái tên của em ra, lấy tên Nhi, cái nó đi vô cái nhà của chị Kha Linh Đỗ. Nó comment, nó kiếm chuyện, nó giật dây ở chổng, ha, nó giật dây vô cái chỗ này chỗ kia. Ôi còn cái này nữa nè anh, còn cái này còn vui nữa nè anh. Trời ơi, biết không? Quý vị biết không? Bữa nay tụi nó giả cái tên của em, ha, wow. Lấy cái tên Yến Nhi Quỳnh của em quý vị. Ha. Lấy tên em hả? Ừ, lấy tên em. Ồ, em nổi tiếng lấy tên em hả? Ừ. Rồi nó thấy em nổi tiếng quá quý vị phải không? Bây giờ nó phải lấy tên em. Wow. Đi comment dạo ha. Wow. Đi chửi dạo đó. Cái người sao? Mà đi chửi dạo á, đi chửi dạo á, nó là cái người thuê mướn, người ta thuê mướn nó đi chửi dạo đó vậy. Bữa nay dám giả cái tên của em luôn, đi qua nhà chị Kha Linh Đỗ ha. Chửi ha dây ở bên đó ha, bên chị Kha Linh Đỗ. Đó. Có khán giả người ta vô ta biết luôn ha. Khán giả người ta hay lắm anh, rất là thông minh. Biết là cái nick này không phải của Yến Nhi đâu. Đó. Cái hồi em đâu có biết đâu. Em vô em coi cái clip của chị Hình Đỗ, mình comment á để em ủng hộ like cho chị chia sẻ rất là hay quý vị. Thì em vô ủng hộ em like chia sẻ cho chị ha. Thì á trời em thấy ủa sao đâu có cái Yến Nhi ở đây nữa. Ừ. Thêm Yến Nhi Quỳnh ở đây nữa. Mà không phải vô chổng giật dây anh. Chửi ha giật dây. Đó. Tụi nó bẩn hàng như vậy đó. Lần trước á anh biết không, nó cũng là con le le nè ha. Nó cũng nha vô khống cho em á. Nó một hai nó cái nick an á, nick an á là đặt cô tà đó anh. Mà nó một hai nó lên nó nói á là nick an á là em á anh. Để cho người ta kiếm chuyện chửi em đó anh. Nó nói em á là lên á hả sao mà hả đi nói nó đi lấy nick này nick kia đó, nói em là sân si á để hả vô khống vào cho em á anh. Nó muốn hại. Ừ, nhưng mà anh biết không, chị Mai Hồng nha, chỉ là người khán giả thôi đó. Lúc đó em không chưa có nói chuyện thường chị Mai Hồng nha. Mà chỉ nhìn cái bình luận đó, cái comment của cái an á ha, là đặt cô tà đó. Chị nói á, cái này chị nhìn vô chị biết không phải là Yến Nhi. Đó, chị còn biết luôn á. Mà cái thời gian đó quý vị biết không, từ lúc mà cái chị Mai Hồng á, nhờ có chị Mai Hồng gọi điện thoại vô cái bệnh viện á, cứu Xuân á, ha, thì á, mới quất á, ha. Chứ những người khác gọi điện thoại vô không có quất. Tại vì á, người ta gọi điện thoại vô, mà chị Mai Hồng gọi điện thoại vô á, thì chị Mai Hồng á là kiểu như, chỉ làm việc rõ ràng lắm. Chị nói á, là coi như là cái tên đó như thế nào, rồi cái khúc video đó... À, con Lương á làm như thế nào để cho bệnh viện coi chận, à, để chận con á, Lương lại không cho Lương vô đó, rồi á trong bệnh viện mới trả lời lại cho chị ha. Đó, chị gọi điện thoại vô mà nó nói á, nó giận nhát dư luận á anh. Nó lên nó muốn giành công luôn ha, giành công luôn. Nó nói á, nó nói chị Mai Hồng, nó nói là cái này không phải chị làm đó. Nó nói chị vậy, cái này không phải chị làm đâu, chị gọi vô á người ta không tiếp với chị đó. Wow. Cái chị mới hỏi bây giờ á, cái người đó nói chuyện với nó là ai để cho chị biết đi, để chị gọi thoại vô chị hỏi lại. Không dám anh. Im luôn, không dám nói ha. Nó muốn đó là coi như là cái gì của một mình nó làm hết trơn, nó tưởng đâu là mình nó nói hết, biết không? Rồi á để lên nó nói ờ cái gì cũng là le le làm hết, cái này cũng là le le mà thật sự nó không có làm ha. Đó, tới chị Mai Hồng hỏi đâu, nói chuyện với ai đâu, tên nào ở trong cái bệnh viện đó để chị gọi thoại cho hỏi lại, thì nó là im. Để chị Mai Hồng lật tẩy ha. Đó, im luôn. Rồi á nó cái vụ mà nó giả tên em á anh. Nó giả tên em bữa nay nó đi comment vào vòng. Nó tưởng đâu á là chị Kha Linh Đỗ không biết. Chị cũng hay lắm chứ. Trời, chị Kha Linh Đỗ á ha. Nó nói cái đầu của chị Kha Linh Đỗ á là có sạn, còn đầu của nó là có hộp gì đó anh. Rồi thôi bây giờ em tặng cho nó cái hộp đi, hộp le le ha, để lên đầu nó cho đẹp. Đồng ý không quý vị? Quý vị là đồng ý cho em số 1 nha quý vị. Cho nó cái hộp le le đi ha. Cho nó hai cái hộp đó, nó gắn lên hai bên luôn đi. Bố đi ha. Bố đi ha. Từ từ bố đi bắt con. Nó nhảy tân tân hoài hả? À, bê đi. Bố nhiều vô. Le le bố đi. Bố đi le le. Trời. Trời ơi. Giờ cái vụ phiên tòa nữa nè. Để em kể lại cái vụ phiên tòa cho nghe nè. À, cái vụ phiên tòa á, bữa hôm trước cái ngày 15 tháng 8 á, nó có làm một cái live stream đó quý vị nhớ không? Nó hỏi có ai đi lên phiên tòa không? Nó hỏi á, vợ chồng Yến Nhi có lên không? Cái anh xã nè của em á, gọi nó nhắn vô là có. Cái nó mới nói sao phải không? Nó nói với cộng đồng mạng á, nó làm cái live stream nó nói à, vợ chồng Yến Nhi mà có đi á, là không có được cái vô cái phiên tòa đó, chứ ngồi ngoài thôi chứ được vô nhớ không? Wow. Chơi xấu quá vậy, lê lê sao mốt. Nó muốn nói vậy để cho mình nản lòng mình không đi. Đúng. Để cho nó đi vô, nó tự nó lên nó nói gì nói là mưa làm gió để sau này cuối cùng để cho nó làm mưa làm gió, nó kêu gọi tiền một cái âm mưu nó từ đâu rồi, cái kêu gọi tiền á để phủ pháp lý đó ha. Đó, nó nói là vợ chồng em mà có đi á cũng được vô ngồi ở trong đó nghe, tại vì á có mình nói vô nghe được à. Nó là cái người đại diện cho em Cường, cuối cùng nó cũng phải là đại diện cho em Cường nữa. Đúng, nó cho vô người vô nghe thôi. Mà nó cứ cản hết người này người kia vô. Cũng như chị Hành Đỗ á, em có nghe chị chia sẻ bên cái kênh của chị, có cái anh nào đó
ha, cũng muốn đi lại cái phiên tòa đó đó. Đúng anh rồi. Để mà Hạ nghe cái Hạ ủng hộ cho mấy anh em đó. Ừ. Trời, nó cũng không đưa cái địa chỉ đúng anh? Địa chỉ à? Đúng, đúng, nó không đưa địa chỉ. Nó cái này là nó đã có cái tính toán sẵn nó rồi ha, nó không muốn ai vô cái phiên tòa hết mà... để cho nó vô để mà nó nói cái gì nói này nó kia, nó tự mình nó nói hết, nó làm hết rồi để nó kêu gọi pháp lý, người ta không biết, người ta tưởng nó làm thiệt, người ta đưa vô. Ừ. Rồi anh muốn nói gì? Thì anh nói cái vụ mà giống như mình cũng muốn thăm chú Sơn á. Ừ. Giống như Lê Lê nó nói chị Khe lên đổ nói đi hỏi thăm cũng không hay hỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình muốn đi á, nó đâu có cho địa chỉ đâu. Đúng rồi. Rồi để em nói là cái vụ đó cho khán giả nghe. Ừ. Ha, nó nói á, Lê Lê nó nói á là hả chị lên Khanh đổ á là hả không có sao mà không có thấy gọi điện thoại hỏi thăm chú Xuân. Đó. Cái này á, cái con này có con ba sợ, có con ba trợn, cái con ba lơn đó quý vị. Ha. Quý vị biết không? Em nè, em gọi điện thoại hỏi thăm chú Xuân, hỏi chú Xuân đâu, em muốn đi thăm. Nó cũng đâu có cho đâu quý vị. Nó không có cho biết cái địa chỉ đâu. Đúng. Ha, nó không cho em biết địa chỉ, nó giấu như mà giấu cất vậy đó quý vị. Em ở đây nè, em hỏi thăm thì nó không cho, giờ chị Khanh đổ có gọi vô hỏi thăm nó cũng không cho vậy thôi. Đó, thấy không? Đó. Mà chị Khanh Linh đổ á, anh biết không? Trời ơi, nó á ha, lúc trước á thì nó khen chị Khanh Linh đổ nói chuyện hay quá, chia sẻ hay quá. Trang không có nói được như chị, rồi Trang xin chị ha, ha lấy cái clip về. Đấy. Nó xin có một lần một thôi mà hả, chỉ dọn âm nào ra video nào đúng ra rồi. Cái nó cũng lấy vậy hết, tại vì đúng hay rồi. Quá ha. Cái là gì sự thật thì mình phải nói sự thật, phải chấp nhận sự thật, anh hiểu không? Đúng rồi. Thấy người ta nói hay quá ha, lấy của người ta đem về mà thậm chí cái chị cả gì của nó cũng nói chị Khanh Linh đổ nói hay lắm, kêu nó chia sẻ về. Phải công nhận là chị cả phải là chị Khanh Linh đổ nói chuyện hay không? Chị cả nó mới kêu lấy về. Mà bây giờ nó lấy về ha, nhờ cái chị Khanh Linh đổ nói chuyện hay như vậy, cái kênh của nó người ta mới biết tới nó. Nó đâu có nói gì đâu, nó nói vụ Hằng. Ủa nếu mà nó nói hay thì tại sao nó không tự nó nói, nó cần đúng gì rồi. Phải lấy của người ta, đúng không quý vị? Đúng rồi. Nó biết chuyện Hằng tại sao nó nói chuyện con Hằng mà nó đi lấy lại của người ta. Rồi bây giờ nó đang làm cái gì vậy? Nó có chống con Hằng không? Hả, đang chống những chị em lên tiếng chia sẻ phản biện của Hằng đó quý vị hả? Nó đâu có nói cái gì đâu, không có giúp được gì cho cái cộng đồng hết trơn á. Nó chỉ giúp được cái gì phải không? Nó giúp được cho nó thôi. Nó giúp được cho nó kêu gọi tiền quỹ pháp lý. Nó giúp cho nó kêu gọi tiền từ thiện. Nó thương anh em vô cư quá. Nó đang có tiền rồi đúng không? Có tiền rồi nó xô tiền ra thì bây giờ lấy cái tiền đó mình đúng ra làm đi, đừng có kêu gọi nha, đừng có nhận tiền, đừng xin tiền nha. Cái miệng mình nói mình không có kêu gọi tiền rồi, không có xin nhận tiền, không có xin tiêu tiền. Chính miệng nó còn nói là ở Mỹ những anh em vô gia cư á ha, những anh em vô cư ở Mỹ á là không có cần phải kêu gọi tiền, xin tiền cho người ta ha, không có cần xin kêu gọi tiền từ thiện gì hết trơn ở Mỹ. Thì đúng rồi đó, cái đó công nhận với nhau, nó cái đó đúng ha, không có cần kêu gọi tiền. Mà bây giờ nó lại ngược lại, nó để đi ra kêu gọi tiền. Nó biết cái đó là đúng ha, kêu gọi tiền là sai, mà bây giờ nó đi ra nó kêu gọi tiền, nó làm theo cái kiểu sai đó đó anh. Nó bắt chước theo con Hằng đó anh. Thấy ngộ không? Mà cái tiền hôm qua nó phê ra mấy cái tiền á. Mấy cái tiền đó giống như chắc em nghĩ là cái mới gì lãnh lương đó anh. Đúng rồi, mới gì lãnh lương của buổi Silicon á ha. Bữa sinh con nó đưa cho nó đó anh. Đúng rồi. Đó. Cái kia phần đầu, cái này phần hai, còn phần cuối nữa phải không? Đó. Tối ngày nó đi ra, hai đứa nó cứ đi ra làm con kỳ đà cản mũi hoài à. Nó đi ra làm cả đuôi kỳ đà cản mũi. Mình đang chia sẻ những thông tin, cái nó đi gan ra, cái nó đâm xuồng ngang xuồng bể qua, cái nó đi lên nó chửi xói xả chân. Nó kêu tên những anh chị em mà những khán giả đều lên, nó mổ, nó xẻ, nó kiếm chuyện, nó chửi. Hổn láo với sợ luôn. Vậy mà ha, cái tiệm á, hủ tiếu mì gõ á, cái nhà hàng hủ tiếu mì gõ đó anh. Vậy mà đi lên ha, vô ủng hộ nó, còn đã gì vô bình luận nữa chứ. Trời ơi, một cái mình muốn đang làm từ thiện, mình là một cái chủ nhân nhà hàng, đang là một cái chủ thương hiệu nhà hàng mà ủng hộ cái người chửi, mà đi ủng hộ cho cái một người mà đi lên nói xàm số đế, đi chửi cộng đồng mạng. Ha, chửi cộng đồng mạng. Những cộng đồng mạng này, những vợ chồng em cũng là hàng khách của tiệm bả luôn á, mà nó lên nó chửi như vậy. Bây giờ em nghĩ đi. Mấy người khách này có vô ăn nữa không? Không dám đâu. Mấy người khách có vô ăn nữa không? Không trong cái cộng đồng mạng là những người khách đó, ha, khách của bả đó, mà con này nó lên nó chửi cộng đồng mạng như vậy, nó chửi những khách vậy. Không, người khác có ghé nhà hàng mì gõ của ảnh không? Không bao giờ. Ha. Bởi vì em nói á, ha, cái bà này á, bả nghĩ á, cái chiều hướng của bả, bả nghĩ là bởi nghĩ là hả, lấy tiền kêu gọi từ thiện. Nghĩ là hả, người ta vô khách á, vô mua á, tự nhiên cái vô ăn tô, cái trả tiền mua thêm tô cho bà nghĩ cái lợi trước mắt, nhưng mà bà không nghĩ cái đường dài. Người ta làm ăn, cái người á, cái người mà chủ á, lúc nào người ta cũng tính cái đường dài hết trơn á, ăn no ha, ăn á, trên tay bằng ăn á, ăn ít mà no dai ha, ăn ít mà chắc bụng đó quý vị. Còn cái này bà muốn ăn hoài, ăn dài á, mà bà ăn cái đường đó là coi như là bội thật đó, thấy không? Mà để anh nghĩ anh bữa hổm anh nghe anh gì nói giống như là
giống như trong vòng 6 tháng gì, cái menu giống như cái tiền, cái hủ tiếu gì, năm gian gì, giống như lên giá em, lên cũng nhiều lắm á em. Đúng rồi. Giống như nghe, lên tới 20 mấy đồng luôn á, một tô em, wow. Một tô hủ tiếu năm gian, nghe nói 20 mấy đồng menu, wow. Quý vị biết không? Hồi trước mình ăn có mấy, 10 mấy đồng, giống như 17 coi đồng. Như là menu á, cái nấy menu đó đó, là cái giá mấy tháng trời, nó có cái giá khác nhau khác nhau. Theo em nghĩ á, ha, theo em nghĩ á là cái lúc á, bà làm menu á, làm nhiều bản giá lắm. Để cho cái khách nào mà hàng khách du lịch á, khách lạ ở địa phương khác tới á, là đưa cái menu khác ra. Đúng rồi. Rồi cái những cái khách nào á, mà ở địa phương đó á, là cái menu khác. Ha, đó thì mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Nhưng mà từ từ, cái gì nó cũng ra sự thật à, quý vị, ha. Đó, ăn gian nói dối, ăn gian ăn lận á, ha. Cái đó á, là không bao giờ cây kim cho bọc có ngày á, lâu ngày nó cũng lòi ra thôi à. Đó. Bởi vì cái bà chủ này á, cái âm mưu cũng đâu có nhẹ ký đâu. Bởi vì mới đi hợp tác chứ, vô duyên le le. Nếu mà cái người chủ người ta đàng hoàng, người ta kinh doanh đàng hoàng, thấy không? Chủ trước á của ông Cường đó, người ta đàng hoàng lắm, thấy không? Người ta kinh doanh đàng hoàng, người ta đâu có cái cha ma đâu. Trời ơi. Cái chủ trước á, anh biết không, người ta làm ăn rất là đàng hoàng, ha. Cũng như thằng Cường nó nói cái gì, nó nói nó kêu chủ để lên tiếng giúp cho nó, người chủ nó hỏi, kêu nó lại hỏi, có bằng chứng không, người Mạnh Thường Quân đó cho tiền vô cho em đó, có bằng chứng là cái người đó cho tiền vô cho em mà chưa có đưa cho con Lương không? Đâu có bằng chứng, đâu có Mạnh Thường Quân nào đâu quý vị, thì làm sao mà người ta dám lên tiếng? Cái đó người chủ á, người ta mới đàng hoàng, người ta không có vô drama đâu anh. Kinh doanh làm ăn là ta lo làm ăn đó. Thấy không? Người ta không có đụng vô mấy cái drama đấy mà để lên YouTube nói này nói kia, rồi vô cái đám mà để chửi bới. Đúng rồi. Nè, bây giờ cái bà chủ nó có uy tín quá, tại sao á? Cái vụ em Cường, cái khi của em Cường á, sao bả không lên đâu, bả không vô comment, bả nói cho trong kênh em hay kênh anh 10 hay kênh chị Khai Linh Đỗ biết đi, cái khi đó làm sao cho cộng đồng ăn ta biết. Đúng không? Trốn luôn. Ha. Im khô luôn. Cái khi đi Mr đó mà bả cũng im khô luôn, cộng đồng ăn bây giờ đang chờ mong muốn biết chính miệng bà chủ này đó, người ta tin vào cái bả, cái tiệm người ta tin tưởng cái lời của bả, còn le le nè ba xạo ba dốc rồi nói đâu có ai tin đâu ai nghe tin đâu quý vị. Đúng rồi, dù nghe người ta nghe cho có để coi nó nổ làm sao thôi, chứ đâu có tin cái lời của nó. Muốn nghe cái lời bà chủ, tại bà chủ có cái tiệm không, bả còn chút để mà cái lời tin của bây giờ là mất rồi uy tín cũng có luôn. Từ đúng rồi. Làm ăn mà không lo làm ăn, cái đi vô đi sát tùng vô cái đi ca đi bè với le le là xong luôn. Anh biết không? Trời ơi, nhiều cái chuyện nó rất là vui nha. Rồi bà nói em á là hả đi phỏng vấn Cường nữa. Trời, cái chuyện dốc láo như vậy mà cũng nói được cho đó, vì bà cũng im luôn. Thấy nhục với em chưa? Bà xấu hổ nhục với em lắm anh. Đúng xấu rồi. Hổ với em dữ lắm anh. Ha, chủ gì lớn tuổi vậy mà hả xấu hổ với em là anh biết cỡ nào rồi. Wow. Đó, nói em quay Cường rồi phỏng vấn Cường. Đó. Đó, bữa hôm phiên tòa, trên phiên tòa ngày đó á, quá trời anh chị em luôn trong đó luôn. Trong tòa ta có nhiều cái camera lắm, nhiều máy quay hình, quay phim lắm, biết không? Đó. Đó, bà đâu có ra mà bà nói với em đâu có lên đính chính được đâu. Bà đang vô khống cho em, bà không đính chính được, thấy xấu hổ chưa hả? Cái bà định hả? Vậy á mà hả, để cho le le ha, lên nói em á là hả quay phim phỏng vấn em Cường, trong đó em Cường nó có cái kênh, tại sao em phải phỏng vấn nó? Mắc cái gì phải phỏng vấn nó? Đúng rồi. Tự nhiên chạy lại nó ôm em thôi, chứ em có cái em nó thiệt, tại vì á ha, mình nghĩ nó cũng như là coi như là thấy nó ôm mình chào hỏi mình thì mình lịch sự mình chào hỏi lại thôi, chứ đâu có làm cái gì đâu, không? Một câu chào hỏi lịch sự tế nhị ở đây Mỹ là bình thường. Đó. Trời ơi, nhưng mà dám vô ha, chung một cái đồng bọn le le để mà bịa chuyện vu khống cho biết bao nhiêu người vậy mà chạy vô ha, chạy vô ủng hộ buôn bán kinh doanh, không là buôn bán, cái lo chạy vô ca hát rồi bè với nhau. Đó. Rồi hôm nay á, chắc vợ chồng mình chia sẻ tới đây ha. Ok, chia sẻ tới đây. Rồi, hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú bác vào video tiếp theo sau. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, luôn bình an và thành công trong cuộc sống. Thank you quý vị. Okay, bye bye. Bye.